kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng theo dõi chuyên mục Y tế và Sức khỏe cộng đồng số 1 tháng 4 năm 2016. Trong chuyên mục kỳ này, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự thực hiện tăng giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Cuối chuyên mục là mục trao đổi phỏng vấn. Tỉnh Bắc Cạn sẵn sàng triển khai tiêm vaccine sởi rubella cho đối tượng từ 16 đến 17 tuổi. Trước hết là phần tin. Vừa qua, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ngành y tế tỉnh Bắc Cạn. Qua ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ngành và các phòng chức năng, đồng chí Phạm Duy Hưng biểu dương những thành tích đã đạt được của các đơn vị thuộc ngành y tế trong thời gian qua, chia sẻ những khó khăn mà toàn ngành đang phải đối mặt, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo tập trung vào việc tháo gỡ cơ bản những tồn đọng, khó khăn của ngành y tế. Cụ thể, ngành cần xây dựng kế hoạch, lập các dự án báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh về những cơ sở hạ tầng cần đầu tư, ưu tiên với việc sửa chữa các cơ sở y tế hiện tại đang xuống cấp. Với các trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, khám chữa bệnh ở các bệnh viện, ngành cần xem xét tính cấp bách ưu tiên đầu tư dưới hình thức xã hội hóa. Các công trình xử lý chất thải tại các cơ sở cần khẩn trương báo cáo và có hướng xử lý kịp thời, tăng cường công tác tuyên truyền và có giải pháp cụ thể để giảm tỷ lệ sinh đẻ tại nhà, nhất là ở các địa phương vùng sâu vùng xa. Thưa quý khán giả, từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, trên phạm vi cả nước, giá của 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ được điều chỉnh, tăng bình quân khoảng 30% khi tính thêm chi phí phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và phụ cấp trực của cán bộ y tế. Việc tăng dịch vụ như vậy ảnh hưởng đến người bệnh như thế nào? Nhóm phóng viên đã tìm hiểu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, cơ sở điều trị lớn nhất tỉnh. Theo thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT/BIT/BTC ngày 29 tháng 10 năm 2015 về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 sẽ có 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, tùy theo xếp hạng bệnh viện và loại bệnh, mức tăng sẽ khoảng từ 10 đến 30% trong tổng tiền khám chữa bệnh mà bệnh nhân phải chi trả. Chỉ tăng tiền dịch vụ, kỹ thuật, giá thuốc được giữ nguyên, bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm vẫn áp dụng khung giá viện phí cũ. Đến khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ấn tượng với chúng tôi, mọi người dân đang theo dõi bảng niêm yết giá dịch vụ mới, trong đó có sự so sánh với bảng giá cũ. Giả sử mà không về tăng bảo hiểm ấy, thì chúng tôi cũng lo lắng về cái vấn đề thứ nhất là kinh tế, cái thứ hai là về sinh hoạt đời sống không đảm bảo được. Là bệnh viện hạng 2 gồm 30 khoa phòng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trung bình khám 300 lượt bệnh nhân mỗi ngày, hàng năm điều trị nội trú cho gần 25.000 lượt bệnh nhân. Ngay từ khi giá viện phí chính thức được điều chỉnh, bệnh viện thành lập ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo thực hiện thông tư 37, kịp thời cập nhật giá dịch vụ mới lên phần mềm thanh toán viện phí, đẩy mạnh công tác tập huấn cho cán bộ bác sĩ về giá các dịch vụ kỹ thuật, khắc phục sự lúng túng trong những ngày đầu triển khai thực hiện. Theo tính toán, bệnh viện đã điều chỉnh 1.587 dịch vụ trong 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế của thông tư 37 như tiền khám từ 10.500 đồng lên 15.000 đồng. Một số danh mục trong phẫu thuật tăng khá cao. Phẫu thuật lấy thai lần 2 trở lên từ 1.370.000 đồng lên 2.190.000 đồng. Cắt u giáp móng tăng gần 1 triệu đồng. Việc áp dụng triển khai cái mức giá viện phí mới theo cái thông tư 37 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế thì là cái điều kiện thuận lợi để các đơn vị y tế trên về địa bàn từng bước thực hiện cái hiện thực hóa cái lộ trình tiến tới là tự chủ về tài chính. Việc tính đúng, tính đủ, bù giá sẽ giúp cho các cơ sở y tế sẽ không phải bù ngân sách và các khoản chi phí còn thiếu. Thì như vậy thì các kỹ thuật sẽ phát triển mạnh ở các tuyến y tế và người bệnh sẽ được hưởng cái dịch vụ kỹ thuật ngay tại cái địa phương. Đối với các ý kiến thắc mắc của người bệnh và người nhà bệnh nhân cũng như những vấn đề phát sinh khi thực hiện tăng giá viện phí mới, đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên chăm sóc khách hàng của bệnh viện sẽ ghi nhận, từ đó phản hồi tới ban chỉ đạo và ban giám đốc bệnh viện. Bệnh viện đã nhanh chóng điều chỉnh phần mềm thanh toán nhằm tạo sự chính xác khi thanh toán cho người bệnh, tránh nhầm lẫn về mức giá áp dụng tại thời điểm nhập viện. Trong quá trình thực hiện thông tư 37 thì còn gặp một cái số khó khăn vướng mắc trong khi là khai tên các dịch vụ kỹ thuật trên phần mềm quản lý của bệnh viện, do không có sự thống nhất giữa cái tên về dịch vụ kỹ thuật giữa thông tư 37
Và với các thông tư trước đây như là thông tư 43 và thông tư 50 thì trước mắt về phía bệnh viện thì chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn trên, cùng phối hợp với lại bảo hiểm xã hội tỉnh để đi vào cái hoạt động nó có hiệu quả, đảm bảo cái quyền lợi cho người bệnh. Đa số bệnh nhân khi đến đây khám điều trị đều có thẻ bảo hiểm được hỗ trợ chi trả đến 80% giá viện phí trở lên. Vì vậy, số tiền mà người bệnh đồng chi trả không lớn, do đó người bệnh không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá viện phí mới. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đề ra mục tiêu ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh để phù hợp với mức giá viện phí mới, đáp ứng sự mong mỏi của người bệnh. Thực hiện nâng khung giá viện phí cho công tác khám chữa bệnh đối với những người có thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài những cái việc mà bệnh viện đã chủ động đầu tư sửa chữa cũng như là nâng cấp, cải tạo và thành lập các cái tổ hướng dẫn cũng như là chăm sóc khách hàng, thì trong năm 2016, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ chuyển đến bệnh viện 500 giường, cơ sở mới được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị, một hệ thống trang thiết bị đồng bộ và hiện đại. Hiện nay chúng tôi cũng đã tiếp tục cử những cái kíp đi học các cái chuyên khoa để làm sao về có thể vận hành các cái thiết bị đó trong công tác khám chữa bệnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh mỗi ngày tốt hơn. Các đơn vị y tế khác trên địa bàn cũng đã và đang đẩy mạnh hơn nữa công tác nâng cao chất lượng các dịch vụ, kỹ thuật nhằm hài lòng người bệnh. Việc áp dụng triển khai mức giá viện phí mới theo thông tư 37 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế là điều kiện thuận lợi để các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh từng bước hiện thực hóa lộ trình tiến tới tự chủ về tài chính, có chi phí để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, triển khai các kỹ thuật mới, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Thưa quý khán giả, để chủ động khống chế bền vững bệnh sởi rubella, ngành y tế tỉnh Bắc Cạn đã quyết liệt triển khai các điều kiện cần và đủ nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho lứa tuổi từ 16 đến 17 sẽ diễn ra vào tháng 4 trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng mọi điều kiện để bước vào chiến dịch. Nhằm giúp quý khán giả hiểu rõ thêm về chiến dịch này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi phỏng vấn với bác sĩ Mai Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bắc Cạn. Vâng ạ, xin chào bà. Trước tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời thực hiện cuộc trao đổi phỏng vấn với chúng tôi. Thưa bà, nhằm cái đảm bảo cho chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, thì Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bắc Cạn đã chuẩn bị những cái điều kiện gì về vật lực cũng như nhân lực trong cái chiến dịch lần này ạ? Cùng với lại chiến dịch sởi rubella của toàn quốc, thì toàn ngành y tế cũng đã sẵn sàng cho công tác tiêm vaccine sởi rubella cho đối tượng 16 đến 17 tuổi. Đối với lại công tác lãnh đạo chỉ đạo thì đã nhận được sự lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kế hoạch số 64 ngày 9 tháng 3 năm 2016, chỉ đạo ngành y tế phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể có liên quan để thực hiện tốt cái đợt tiêm cho lứa tuổi 16-17 trên phạm vi toàn tỉnh. Đối với lại công tác chuyên môn nghiệp vụ thì tuyến tỉnh đã được tập huấn toàn bộ cho các cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng của Trung tâm Y tế các huyện thành phố về điều tra đối tượng, hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng an toàn và phòng chống sốc. Tại các huyện thành phố cũng đã triển khai tập huấn cho các xã, phường, thị trấn và tại các điểm tiêm chủng cũng như là các trường học đóng trên địa bàn mà có đối tượng tổ chức tiêm về kế hoạch triển khai cũng như là buổi thực hiện buổi tiêm chủng an toàn và đặt tỷ lệ. Vậy bà có thể cho biết thêm về đối tượng, phương thức triển khai cũng như mục tiêu kế hoạch mà Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bắc Cạn đã đặt ra trong chiến dịch lần này ạ? Đối với mục tiêu của chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho đối tượng 16-17 tuổi lần này trên địa bàn tỉnh, thì với tỷ lệ mục tiêu đặt ra là trên tỷ lệ trên 95% đối tượng được tiêm vaccine sởi rubella và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Về đối tượng triển khai thì toàn bộ những cái đối tượng mà sinh sống tại cộng đồng hiện nay thì sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 sẽ lập theo danh sách của đối tượng tiêm tại cộng đồng. Còn tất cả các đối tượng đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề là những học sinh đang học ở lớp 11, 12 sẽ được trong đối tượng tiêm trong đợt này.
Về thời gian triển khai thì thực hiện toàn bộ trên địa bàn tỉnh, thực hiện trong tháng 4. Quý khán giả vừa theo dõi chuyên mục Y tế và Sức khỏe cộng đồng số 1 tháng 4 năm 2016 do Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.